Dạ quý bà cô chú anh chị thân mến, đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bình Chánh kết hợp với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn với sự tài trợ của Kim Khiết Diamond và nhà khoa Anna và sự đồng hành của chuyên gia máy lọc nước Intermai. Xin kính chào bà con quán ạ. Cảm ơn tất cả quý bà con quán đã đến để ủng hộ chương trình hôm nay ạ. Ơi, hôm nay là ngày mùng 8 Tết và thật sự khi mà đứng ở trên sân khấu này nhìn ở phía dưới sự hiện diện của đông đủ bà con cô bác đến ủng hộ anh em mình, ủng hộ hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, thì Thơ tin chắc rằng anh Phương Dừa nè, Hình Thơ nè, các anh chị nghệ sĩ và ekip thực hiện chương trình đang cảm thấy hết sức là hạnh phúc, và riêng bản thân Hình Thơ cũng cảm thấy rất tự hào, rất là vinh dự khi ngày hôm nay được tái ngộ cùng quý bà con cô bác. Xin kính chúc cho quý bà con cô bác một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã ủng hộ Phương Dừa, ủng hộ hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn trong cái không khí mùng 8 Tết. Dạ, cái công viên của hội quán hơi nhỏ cho nên là chứa không có đủ, cho nên quý bà con bác cũng thông cảm giúp Phương Dừa nha. Và hy vọng quý bà cô chú chị sẽ ủng hộ những đêm nhạc tiếp theo. Dạ, trong đêm nhạc tối đêm nay thì ngoài các thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn, còn có sự xuất hiện của các cô chú anh chị nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Minh Dương, nghệ sĩ Dũng Nhi, nghệ sĩ Tây Nam, ca sĩ Trường Sơn, ca sĩ Khánh Bình, bạn Quân Vàng, bạn Vũ Vi, bạn Quân Dừa với lại Hình Thơ dẫn chương trình. Cảm ơn quý bà cô chú anh chị và hy vọng là quý bà cô chú anh chị sẽ ở lại tới cuối chương trình để xem hết các tiết mục của các thí sinh và cũng như là của các chị nghệ sĩ ạ. Và anh Phương Dừa ơi, mình thân nghĩ rằng á, bà con cô bác có thể lặn lội từ xa đến đây là có mặt đông đủ trong ngày hôm nay, chắc chắn sẽ ở lại cuối chương trình của anh em mình thôi. Tại vì ngoài sự biểu diễn của các anh chị nghệ sĩ, chúng ta còn có phần hết sức đặc sắc, đó là bông tâm bông thưởng đến từ hai nhà tài trợ, đó là Kim Khiết Diamond và nha khoa Anna. Những phần quà rất là hấp dẫn. Quý bà con cô bác mình nhớ giữ cái phiếu rút thăm trúng thưởng để xíu mình nhận thưởng nha. Hồi bữa trước có nhiều quý bà con chú chị mình trúng thưởng mà mình đi về mục tiêu rồi, chắc chắn là Phương Dừa quay clip rồi Phương Dừa đăng lên, quý bà con chú chị mình xem mình về sẽ rất là tiếc. Cứ bước lên xíu đi hai ba bước cho nó nóng nóng cho nó bớt rung. Không phải là rung cái gì, tại vì thấy bà con bác tới ủng hộ nhiều hơn cho nên rất là xúc động, rất là biết ơn quý bà con chú chị. Dạ, ông ấy, ông bà, cô bác cho anh em tụi con một tràng pháo tay được không ạ? Cảm ơn rất là nhiều. Nói đầu năm mới Giáp Thìn 2024, mọi thứ đối với Phương Dừa rất là thuận lợi, rất là vui vẻ, và đặc biệt là ở hội quán được sự ủng hộ của quý bà cô chú chị rất nhiều trong 4 đêm giao lưu đêm nhạc vừa qua. Thì đêm nhạc nào cũng có tới khoảng 300-400, có đêm tới 500 quý bà cô bác tới để giao lưu. Quý bà cô chú chị thân mến, sau mùng 8 thì hội quán sẽ trở lại các đêm giao lưu vào thứ 3 và thứ 5. Thứ 7 là đêm nhạc của hội quán. Quý bà cô chú chị nếu mà có yêu mến, thích giao lưu văn nghệ thì mình có thể tới hội quán để mình đăng ký và mình giao lưu vào thứ 3 và thứ 5 tuần sau và các tuần tiếp theo. Và ngoài lịch hoạt động của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, chắc chắn Hình Thơ sẽ mang đến một tin vui nữa cho tất cả ông bà cô chú đã yêu mến Ngôi Sao Miệt Vườn, đó chính là lịch cắt phim mùa 3 đã có. Chúng ta có thể ghi danh từ ngày hôm nay cho đến ngày 29 tháng 2. Cách thức ghi danh thì hết sức đơn giản, quý bà con cô bác có thể đến tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn để ghi danh, hoặc là chúng ta có thể theo dõi thông tin đường chạy ở phía dưới màn hình của chương trình này để chúng ta có cách thức ghi danh online đối với các bà con ở xa. Dạ, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 sẽ cắt phim vào tháng 3 và ghi hình vào tháng 6. Dạ, dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 8. Hy vọng là mùa 3 cũng sẽ được sự ủng hộ của tất cả quý bà con chú chị ở đây rất là nhiều. Dạ, và anh Phương Dừa ơi, mình thay nghĩ rằng đó là không khí bên dưới đang rất là nóng rồi, rất là hồi hộp chờ đợi các tiết mục văn nghệ rồi, chắc là anh em mình sẽ vào chương trình luôn anh ha. Dạ, vào chương trình luôn, và hôm nay là mùng 8 Tết, vẫn còn xuân, cho nên mở đầu chương trình vẫn là một bài hát xuân. Dạ, kính mời quý ông bác thưởng thức giọng hát của bé Thanh Hằng, thí sinh Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 1. Tết Giáp Thìn cũng rất là yên lành, cũng rất là hạnh phúc để trôi qua. Hy vọng là năm tới này mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn, công việc của bà con bác tốt hơn, và để mình ăn Tết năm sau nó lớn hơn nữa hát bà con bác. Và bây giờ tôi vừa nghĩ là chắc hết mùng 8 rồi, mùng 9, cái mai mùng 10 mình cũng thành tài, xong cái mùng 11
chuẩn bị vô cái công việc rồi. À, cũng vừa chắc là nghĩ chắc là bác cũng sẽ có nhiều cái dự định ha, dự định cho năm mới Giáp Thìn này. À, trong năm mới Giáp Thìn này thì em chắc cũng có nhiều dự định hả? Dự định dữ lắm ha. Dạ, con sẽ quay qua quay lại là mình hết cái Tết rồi, cho nên là bây giờ mới bắt đầu rồi mình dự định. Em dự định nào là trồng hoa nè, ví dụ các loại hoa nào là sẽ chọn ngọt rồi trồng tránh nhiều vô, rồi ví dụ như bánh mứt nè, đó, rồi mua sẵn mấy bộ lô tô rồi đó. Em chưa ăn Tết hả? Giờ mới chuẩn bị chứ đâu. Em chuẩn bị ăn Tết năm sau. Năm sau hả? Khỏe lắm anh, em lo xa lắm. Sợ giờ tới năm xài hết tiền hay sao chuẩn bị sớm vậy? Phải lo xa vậy mới được anh ơi. Vậy sẵn chuẩn bị gì mạnh hơn đi. Dạ cũng được luôn. Vậy còn ăn giờ ăn Tết thì mình thì ăn nhiều lắm, ăn nhiều dự định lắm, ấp ủ nhiều lắm. Rồi mình sẽ thực hiện từ cái thành cái. Ví dụ như là có sao miệt vườn ba nè, anh chuẩn bị là cắt tim rồi. Ngoài ra còn có một chương trình nữa bạn phát cũng yêu mến, đó là chương trình học kỹ đổi đời. Anh làm được hai mùa rồi. À, anh chuẩn bị làm mùa thứ ba. À, đây là một chương trình mà anh rất là tâm huyết, tại vì nó gắn với anh. À, cảm giác được anh thấu hiểu được những cái lúc mà khó khăn của các bạn nhỏ, lúc mà nhỏ đi học đó, mình ao ước có được một cái sự hỗ trợ đó, cho nên là bây giờ anh muốn làm chương trình đó để hỗ trợ cho các bé, có điều kiện để các bé học, mà để các bạn lo cho bản thân của bé, rồi lo cho gia đình, thậm chí là nếu mà các bạn có điều kiện các bạn quay trở lại được hỗ trợ cho những cái lớp tiếp theo, đúng rồi, đúng rồi. Thì rất là yêu thích cái ý nghĩa và thông điệp mà chương trình mang đến cho tất cả các bạn có hoàn cảnh hơi may mắn. Dạ đó thì mỗi mùa như vậy, mùa ba này mình dự định là làm bao nhiêu tập ha? Mùa một thì em làm được cho 10 bé, mùa hai thì em làm được 10 bé, mùa ba cũng làm được 10 bé, tại vì mỗi bé cũng chính cũng nhiều. Hồi mùa 1 thì được sự đồng hành của tất cả quý bà cô chú chị luôn. Mùa 2 thì được sự đồng hành của các bạn này nọ. Mùa 3 thì anh chưa biết như nào nhưng mình sẽ gắn các bạn nhỏ. Và hiện nay thì cũng hy vọng quý bà cô chú chị mà xung quanh mình hả, trong gia đình mình đó là con bé nào mình có nhiều hoàn cảnh mà khó khăn đó mà bé học giỏi mà mình muốn hỗ trợ cho bé thì thông tin với Thu Dừa để Thu Dừa sẽ tìm hiểu, và nếu được thì Thu Dừa sẽ làm cái tập để đời tiếp sức cho các bé. Như là mình có hai tiêu chí, đó là học giỏi và gia đình khó khăn. Học giỏi nhưng mà không có điều kiện để đi học á. Hy vọng rằng là thông qua chương trình cũng sẽ tiếp sức được cho thêm khoảng 10 bé nữa đúng không anh? Không, mới đây anh đã tìm được hai bé rồi. Vậy hả anh? Tại đây luôn. Tại đây luôn. Dạ, vậy anh chia sẻ với bà con cô bác luôn nha. Hai bé này không chỉ học giỏi, gia đình khó khăn lắm, nhưng mà hai bé có tài năng. Khác cũng hay mà cũng có khiếu hài hước nữa. Anh giới thiệu đến bà con bác luôn. Dạ. Hai bé này còn hai bé lên bà con bác sẽ giơ tay rồi mà cũng lên. Dạ. Vậy thôi em cũng đôn đốc gặp hai bé đó quá. Bây giờ mình nhìn phân khấu là cho hai bé. Dạ, dạ. Rồi hai bé lên rồi hai bé ơi. Dạ xin mời hai bé xuất hiện. Dạ. Bà con bác cho hai bé một tràng pháo tay ạ.